chào bác nhé. Hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu các lô máy cưa xích Nhật bãi nhé. Hôm nay em bên sẽ lô chữ X các bác nhé. Sẽ gồm có máy Makita Sách Dumen này, Sidewa này, tay dài Hitachi này, Makita nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên sản phẩm thì bác mua cưa xích sẽ gồm có 3 món theo kèm rũa tiêu tô vít nhé. Lô này sẽ lô chữ X các bác nhé. Rồi X1 ngày hôm nay, thì đầu tiên X1 ngày hôm nay em có cái đầu máy của Sách Dumen các bác này. Con này là máy của Đức các bác nhé. Con này thì đây nó có cái đầu máy đấy, máy móc thì hàng nguyên bản của Nhật bãi về. Con này em chưa dặn rửa, chưa làm bất cứ cái công việc gì nhé. Con này thì đầu máy của nó được trang bị công suất là 43cc đấy. Con này thì em sẽ bao hơi bao lửa cho bác đấy, bao hơi bao lửa cho bác nhé. Các bác về tự dọn, các bác gắn làm xích. Thì con này chạy xích chân 325 các bác nhé, xích như kiểu xích cưa 353 các bác nhé. Đấy, giá của nó 1,2 triệu bao ship cho bác nhé. Cái đầu máy Sách Dumen này, con này chạy bao bền luôn đấy. Hàng Sách Dumen các bác nào đã chạy qua rồi bác biết nhé, độ bền rất là cao. Rồi con X1 này, tiếp theo X2. X2 ngày hôm nay thì em có con máy cưa Makita nòng đứng nhá. Con này thì các bác từ X2 trở đi thì em đã dọn nổ ok, là ngon lành cảnh đào hết cho các bác, về cứ thế sử dụng thôi các bác nhá. Thì X2 ngày hôm nay thì em có con máy Makita nha các bác nhá. Con này là cưa Makita đấy, máy được trang bị công suất là 35cc này, nòng 38 ly nhá. Máy nòng đứng cho nên là các bác cắt gia đình, hạ cây đứng, cắt khai thác tầm trung đều ok hết nhá. Máy được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40, xích chung 91. Trọng lượng máy là 5kg, 5kg các bác nhá. Máy móc này đẹp keng luôn nhá. Đấy, con này thì chạy bao ngon cho các bác luôn, chạy rất loại xăng nhá. Đấy, đặc biệt thì khi vào tải thì nó rất là ngọt luôn. Con này giá 1,6 triệu bao phí ship nhá. Con này thì hàng Makita, là một thương hiệu rất nổi tiếng rồi nhá. X2 này. Rồi, em test nổ tiếng máy X2 cho bác luôn nhá. Giá 1,6 triệu thôi, bao phí ship. Con này thì cắt có bao vip luôn, bao vip luôn các bác nhá. X2 tiếp theo này, tiếp theo X3 ngày hôm nay thì đang có con cưa tay dài. Con này đến từ thương hiệu Hitachi nhá. Con này máy đời cao này, máy được trang bị công suất là 33cc, nòng 37 ly nhá. Đặc biệt thì máy được tích hợp chủ giật là trợ lực lớn cho bác luôn nhá. Đấy, con này thì phun chức năng này, thằng xích thằng siêu có hết nhá, bơm xăng phụ có hết luôn. Lam được trang bị lam mặt cắt là đi 35, làm 40, xích là dài xích chung 91 nhá. Thì con máy này thì trọng lượng máy là 4,5kg. Các bác cắt củi gia đình này, hay là các bác cắt đeo trèo tỉa cành rất là tiện lợi luôn. Máy thì còn rất là đẹp, đẹp đến 85-90% luôn nhá. Chủ tật là trợ lực lớn cho nên là các bác giật rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Rồi con này thì giá của nó là 2 triệu, X3 là 2 triệu bao ship nhá. Test nổ X3 luôn cho các bác này. Các bác nào mà muốn mua con máy nhá, và cắt mini, cắt gia đình đời cao, cắt ngon thì có thể tham khảo con này nhá. Con này cắt khỏi bàn luôn. Đấy. Tiếp theo nhá, tiếp theo X4 và X5 thì em có cặp đôi cưa Sidewa. Thì hàng cưa Sidewa thì nó siêu chất rồi. Đấy, nói về máy cưa Nhật Bản thì cưa Sidewa thì nó thương hiệu số 1 của Nhật Bản luôn, về cái chất lượng, vòng tua luôn và cái độ bền nhá.
Thì đầu tiên con X4 ngày hôm nay, X4 ngày hôm nay thì em có con cưa Sidewa 303 các bác nhé. Con này thì được trang bị công suất là 30cc, lòng 36 ly. Hàng Sidewa thì các bác yên tâm luôn về cái chất lượng luôn. Chạy thì cực kỳ là ngon, không phải nghĩ luôn. Các bác nhìn cái bộ lam xích của nó này, rất là đẹp nhá. Lam được trang bị lam mặt cắt là 35 luôn các bác nhá, lam 30 và lam 40. Con này thì thích hợp cho các bác cắt gia đình. Đấy, các bác nào muốn mua con cưa gia đình mà hàng siêu VIP thì có thể tham khảo cái này. Thì nói về cắt gia đình, nói thì cắt gia đình thôi, nhưng thực ra con này các bác đi hạ cây đứng nhá, cắt vành gỗ cái tầm 40 thì thoải mái luôn. Đường kính 40 thoải mái luôn bằng cái xô luôn nhá, rất là sướng luôn. Vì sao? Vì Sidewa thì nó tua lớn và độ cắt nó rất là ngọt. Đấy. Trọng lượng máy là đi 5kg. Máy đẹp keng luôn các bác này. Đấy. Rồi, con này giá 2.4 triệu nhá, X4 giá 2.4 triệu bao ship. Con này cắt bao VIP luôn. Siêu VIP luôn ạ, siêu VIP luôn ạ. Đét nổ nhá. Chơi luôn. Ok, X4 giá 2.4 triệu bao ship. Tiếp theo X5 này. X5 ngày hôm nay thì là một con cưa Sidewa. Con này Sidewa 380 nhá. Con này thì quá VIP luôn. Siêu VIP, con này thì được trang bị suất là 38cc, lòng 40 ly luôn. Anh em đi cắt khai thác tầm trung, keo quế mỡ các kiểu thoải mái nhá. Rất là mạnh luôn. Cành gỗ 45-40. Đấy, trọng lượng máy là 5kg. Con này thì phải nói là siêu VIP luôn. Riêng cưa Sidewa thì các bác thử giữ luôn nhé, chạy cực kỳ chất lượng. Máy thì nó siêu loại xăng, nó tích hợp tất cả những tính năng mà ngon nhất của con máy cưa vào. Loại xăng này, độ bền cao, và đặc biệt thêm nữa trọng lượng nó rất là nhẹ nhàng cho các bác di chuyển nhé. Đấy. Rồi, X5 giá là 2.8 triệu bao ship này. Test nổ X5 này. Đấy, chạy khỏi nghĩ luôn. Chạy như một chiếc khe phân khối lớn luôn. Mặc dù thì nó rất là nhẹ nhàng. Con này thì quá sướng luôn nhá. Đấy. Con này lam mặt cắt là 35. Đấy. Rồi ok, con này giá 2.8 triệu bao ship nhá. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay, em có con siêu VIP nữa này. X6, một con máy Makita. Con này là máy sách Domain các bác nhá. Tem Makita thôi. Đấy, máy do Đức sản xuất này. Máy đẹp keng các bác này. Con này đẹp 9 nút luôn. Xuất sắc nhá. Con này thì xuất sắc, là hàng khai thác chuyên nghiệp tầm trung. Máy thì được trang bị công suất là 43cc. Đấy, con này là 43cc nhá, nhưng nó thuộc cái hệ máy cắt chuyên nghiệp, cho nên là các bác yên tâm cái độ khỏe và cái độ trâu chó của máy nhá. Con này thì các bác hạ cây đứng xẻ gỗ thoải mái luôn. Đấy, lam mặt cắt của nó lên tới là 45, lam 50, xích là xài xích chân 325. Xích chân 325. Đấy, xích này thì các bác hạ cây đứng xẻ quá sướng luôn các bác nhá. Máy bao quần zin từ hàng Z luôn. Đây, các bác nhìn cái bô của nó này, mặt tiền quá đẹp luôn nhá. Trọng lượng máy con này rơi đâu đó tầm 6kg, hơn tí. Đấy. Thích hợp cho các bác nào muốn mua con siêu VIP nhá. Con này thì sẽ siêu trâu bò luôn. Đấy. Máy thì có thêm cả van xả áp cho các bác này. Van xả áp này sẽ giúp cho máy nó vận hành một cách mà gọi là trơn tru hơn, độ bền của máy sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy. Thích hợp cho những dòng máy hệ này, tất cả những cái chi tiết của máy này còn rất là đẹp nhá. Xích này, xích chưa rũa luôn nhá. Đấy các bác nhá. Quá VIP luôn, vì những cái sơn này thì không tránh khỏi, vì những cái dầu nó chảy vào thì nó rất là dễ chóc cái lớp sơn này thôi. Các bác cứ nhìn cái sợi xích xem, máy rất là ok luôn. Quá ngon luôn, máy đẹp keng này. Đấy. Rồi ok nhá, thì X6 ngày hôm nay và cuối cùng thì con này giá 3 triệu bao phí ship nhá, cho các bác nào thích xài một con siêu VIP đi cắt chuyên nghiệp nhá. Đấy. Rồi. Test nổ X6 con cuối cùng ngày hôm nay cho các bác. Thank you.
Rồi ok. Đó, con này là giá 3 triệu bao phí ship nhá. Đó, bác nào mình quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.